Dạ xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shoptone ngày 21 tháng 12 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Trong video này Shop sẽ giới thiệu một sản phẩm đang được bán tại thị trường Mỹ nhưng mà nó được sản xuất tại Trung Quốc. Hàng rất là chất lượng, mang thương hiệu là Wash, W-O-R-X. Và đó chính là cái bàn làm mộc hay là bàn thao tác làm việc. Nó có sẵn những cái cử để anh chị có thể cố định vị trí của sản phẩm để chúng ta gia công. Nào, mời tất cả anh chị và các bạn sẽ cùng nhau xem qua sản phẩm đó nha. Và đây chính là cái bàn làm mộc mang thương hiệu Wash, đang được bán tại thị trường Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc, mà Shop em muốn giới thiệu với anh chị. Mấy bữa nay thì đã dựa và để lấy cái bàn này để làm cái bàn quay review và cảm thấy rất là chắc chắn. Thì bàn này khi mà không xài nữa chúng ta sẽ gấp gọn là như thế này. Rất là nhỏ và gọn luôn. Bàn này cao vừa tầm cho người Việt Nam chúng ta sử dụng. Đây thương hiệu Wash. Rồi khi sử dụng chúng ta sẽ nắm cái này kéo lên. Đồng thời nắm bên đây kéo lên. Đó, vậy là chúng ta đã có một cái bàn làm việc rất là chắc chắn, rất là cứng. Thì cái thông số kỹ thuật của bàn này nó có thể chịu được cái lực là tới 135 kg, rất là cứng và chắc. Ở đây nó có thước nè, chỉ số thước. Rồi từ 0 qua bên đây là 300. Này nó khắc lõm xuống dưới luôn cho nên vì sử dụng nó sẽ không bị bay phai mờ theo thời gian. Rồi ở đây là 280, 280, 290, đó, coi như 30. Bàn này thì nó là 80 x 60. Ở trên cái bàn nó có thiết kế những cái ray. Đây cái ray trượt để chúng ta lát nữa sẽ gắn một cái cảo kẹp nhanh để dư vị trí gỗ. Những cái lỗ để lát mình sẽ gắn một cái cục định vị trên đây. Nó thêm cái ray nữa. Ngoài ra có những cái hộc này chúng ta sẽ đựng vít. Hộc này thì chúng ta sẽ sử dụng để đựng mũi khoan hay là cái gì đó. Anh nào mà đang hút thuốc thì có thể bỏ cái thuốc này được luôn. Rồi ở phía dưới nó sẽ có cái giá đỡ để chúng ta khi mà để máy móc này kia, đồ nhẹ, máy khoan, máy móc dít gì kia thì để trên đây. Nó chịu được cũng rất là tốt. Ở đây là bốn cái cục định vị và hai cái cảo. Và bây giờ Shop em sẽ hướng dẫn sử dụng cho cái bàn này. Ngoài ra thì nó có cái thay nhôm định hình rất là cứng luôn. Đây là cái công tắc để khi mà không xài nữa chúng ta sẽ bóp đây và bóp đây thì cái bàn nó sẽ tự gập xuống. Rất là nhẹ nhàng, rất là chắc chắn luôn. Đây nó còn làm chi tiết thêm là những cái cục lồi ra để khi mà gấp xuống á mình bưng nó sẽ không bị xê dịch trái phải. Rồi nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một cái bàn làm mộc này. Bàn này Shop em đang bán mức giá là 4.200.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Giá giảm hơn so với lại cái đợt đầu nhập về, do đợt này mình nhập số lượng 5 cái bàn mà đã trả cho đơn hàng khách hết 3 cái rồi thì hiện tại chỉ còn 2 cái thôi. Anh chị có nhu cầu thì xin liên hệ sớm cho Shop nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm sản phẩm. Mình sẽ lấy một cái cảo gắn vị trí bên đây. Ở đây nó có một cái ngàm. Chị thấy đây nó có cái ngàm này, cái ấy nó cũng giống như một cái cảo kẹp nhanh bình thường thôi. Trên đây là hai cái nấc, mình sẽ bóp ở đây một cái mình kéo ra. Nó rất là dễ dàng và đơn giản. Ở đây cũng có một cái chấu để chúng ta nắm và kéo ra. Ở đây gọi là cái chấu di chuyển. Hai cục mốt này gọi là trong quá trình vận chuyển nó gắn vô thôi. Rồi mình sẽ làm. Đây nó sẽ có cục gờ. Chị thấy đây có cục gờ nè, thì để gắn vô cái ray này. Chúng ta sẽ nhét nó vô. Rồi đẩy nó đi. Rồi cái chỗ này sẽ gắn vô đây. Cái cục nhựa dưới đây nè, sẽ bóp cái cần xuống, nhét nó vô, bung nó ra. Vậy là nó ra vị trí rất là cứng cái cảo rồi. Rồi khi mà thao tác thì anh chị sẽ kéo này dài ra. Đó. Để miếng gỗ lên. Cây kia cũng vậy luôn. Nó có hai cây cảo lận. Vậy luôn, mình sẽ nhét nó vô. Bóp nó một cái, nhét vô. Khi mà gia công thì chúng ta sẽ nhét cái bóp này từ từ vô. Thì hai bên cùng ép xuống sẽ rất là cứng cái vật liệu, không cần phải dùng cái eco cảo kẹp bàn. Như vậy chúng ta sẽ thao tác rất là dễ dàng.
Còn chúng ta nếu muốn giữ khoảng cách cố định như thế này thì sẽ dùng thêm một cái chấu chặn. Rồi, ở đây nó có bốn cái nút là đó, 1 nè, 2. Rồi mình sẽ việc kẹp vô thôi. Ví dụ rất là cứng, rất là chắc chắn luôn. À, công dụng của bàn này nó còn rất là nhiều cái tiện dụng mà trong video trước, mấy tháng trước xem đã giới thiệu rồi. Chúng ta có thể để một cái cưa bàn lên, cũng dùng mấy cái chốt chặn này chúng ta giữ vị trí cái cưa bàn không bị sụt xịt. Hoặc là cưa cắt góc. Rồi cái bàn này sắp em giới thiệu đến đây là tạm thời kết thúc. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258. Hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8 Phú Nhuận. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị, các bạn đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.